បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់បាទវីដេអូមួយឃ្លីបនេះកាន់តែដឹងច្បាស់ថាត្រីងផ្លាស្រឡាញ់អេដមីនចិញ្ចក់ព្រោះតែបាទព្រោះតែអ្វីដែលត្រូវបានបាទដោយដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយបាទនៅកាល ពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបាទអេដមីនជីចកបានធ្វើការឡាយវីដេអូបកស្រាយថាភារកិច្ចរបស់លោកត្រីងផល្លាបាទបានធ្វើការប្រឌិតរឿងដើម្បីឲ្យសមាជិកចាប់ប្តីដាក់គុកបាទហើយថែមទាំងបានរៀបគម្រោងលេបយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីចំនួន 57 ម៉ឺនដុល្លារទៀតបាទនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ជីចកបាននិយាយនៅក្នុងឡាយ và chẳng là mình là ngày này đấy admin chính chọn và bạn là tâm lý nơi video clip tiết hái và cho một chỉ môi nâng video một clip đi admin chính chọn bạn dây bạn này thá xa chlai chlong nhóm nâng thỏa là và trình thỏa lá ban cầm hành và tìa prạ bị nhóm bay mơn đơn là và chỉ thân ô nâng cá mình lại bỏ ạ cả rừng nhóm chát tự sảy bạn bà phân tay nhóm mình ao lôi bay mơn đó là từ cột và hái pê nắng và trình phá lại bàn lái rương nắng phá ở than tặng bay và rương nắng cả láng nơi nòng khải bay và xôm bà phân chân rung chiết sạp xa chloi chlóng khẳng lờ đôi tỏ tớ nâng mến xâm rốt xâm rốt đây bà phân áp bà phân bà ní cầm hành tia prạ bì phá đây luôn anh sắp sát nà bà cứ cầm rìm tia prạ bà bạn chẳng là rương rào mà bỏ bà admin chính chọn mà cứ miên tài và rương thật tay tạ bà thì gì được bỏ con nâng cầm hành bà dột lôi bạn hay còn miên tiền bà xâm lên xa lại long bà thêm biết phong mà cực cực tới bà nặt admin chính chọn này và đòi con mưa tới tranh bao khang sậy khang na và khang sậy nó cứ phần mồi cho ó và thay một tiếng bật đứt rương và bật rương trong do bắt đây được bọc luôn anh và cứ admin chọn nó do tất đặt cục tiền phòng và đã cân cho bọc cả tam đàn thọ sơn đã bọc prey mật bọc mai bằng phaon tục di lục ta tặng ó và các sông chui cho subscribe và đã xin nhà cần đắng làm bài từ tổ ban nơi phần đầu mình thay mới chỉ riêng rồi thằng ấy thì trên này là bọc trên mặt phòng đại và sông một cún xong chụp điểm liền phục mai bóng bóng này nhầm trong ai mơ ở vây đại ca làng bị tổng bóng nè bị tổng bóng lấy này còn chạp bàn chạt đại nhầm thả chạt thả tới sợi để còn chạp bàn được nông telegram hay bà tổ máu có bàn cho xe đi rộp này đội ở vây đại bàn khê chấn có thả anh ra hai nè anh chạm mơ anh phơ anh giang mạch ai score mình đang cho bà hỏi hai nhóm của bạn cho xe xong tổ quạt bạn này thành dây khnhi trả này nhom luôn quạt nhom xong quạt tại quạt nơi tạt prom và tôi mới nhom xong tôi quạt nhom thằng cầm hồ cầm lồng máu lực là nhập bông mà đồng tư anh tìm môn bông có thuộc lực lên ao đây là mà đồng bị đồng hạt ấy sầm rạp bông không sầm mà đồng so hai đây có ai mình lực lên và tôi bị tít quạt hà sai mau đập pi dục lời ọt tế nhom lại nhom bà ọt tế quạt bạn này thằng quạt lái cứ cho vậy bạn này thằng mau đập pi nấng thời tại dục lời ọt quạt bạn này tha ở vây để nhom giờ cho mồi quạt nấng cứ đâu đó đợi lùi cứ quạt tiền tiền nhom bay mơn đồ là nè hay bắt đầu máu quạt thay chăm phơi bông này kha tạt prom thì quạt thay sai phật mong đập pi lôi lên sầm khăn này bạn này tha cứ quạt đặt khăn cứ ở nhom râu lôi bay mơ nổi quạt để tôi tại bàn quạt thay lai ở sập bài chân mặt đồng bật mọc dù phồng này bị chấn á hay nhom quạt con của nhom thay lai tới gia đại khảo quạt sai là ngay hay nhom thay bà mình chưa ở tới quạt thay ta mình khi lối đằng hơi quạt thay bàn này hay nhom tê từ quạt tê hơi tê hơi tê nhom xong vô quạt tít này nhôm xong vô quạt ở vây cột giang hay nhôm pram quạt thà rục này không Instagram của nơi hay ai lục ở hay không TikTok hay đây có ai lục bàn nhé quạt ở khoản quạt thà lục tư lục tiếng ở sau nhôm thao đó quạt cùng tô quạt hay bắt tô máu nhôm thà ok nhà nó nhôm ở bàn này thà ok cam vô ấy nhôm thà hai mươi tuổi mà phong hay vô số bảy chương khỏi ai ở nhôm bình phong lấy bảy mến bằng tròn cá cái bàn hay nhôm phép quạt thà nhôm tròn cá cái bảy mến bàn này phụ ấy nhôm tê tật xây mày nhôm này tật mày quả ta hai tư hay nhóm pram tắc miên lôi chun mê tử vị tê quả ta khi nhóm mình hai ao lưu nhóm tê ớt đằng
hay nhóm của bạn quay từ quạt một đồng tiền nâng ấy bà lúc của lúc chứ hay bông xông tập hào ai bài chương hay nâng có bộ xây xây passport nâng vô mà bông phong nâng ọt mê TV gọi tư hay mong đọc bây bông của lùi ai nâng anh đang bàn này tha cập bộ lùi nhóm passport tạo nhận ban ấy thì âm xây xây nó cứ quạt độ tục được ngon nâng ấy hay nhầm tay thì quay quạt đặt lê cái hay bật tôi mà tiết anh ấy xa xâm lấy mà đại chồng mày mau mày mày chồng quạt quạt voi màu hay quạt rồi rồi nhom quạt chê chồng đại xa nhom nó lui chạp tới đây bắt tôi mà tiết nên xâm lấy bà quạt ê ạ tê ạ miên bán thẻ bái chê tê quạt chê được luôn anh thế miên bán thẻ bái chê tê nâng ngay à nâng ngay à nâng mày mày quạt nhom quạt voi mà chê chân bóng miên này tê bà đa lư các bà ạ miên bán thẻ chê tê sang ấy tự tôi nâng ngay ai nãy anh vô lôi mà bắt chọc cho mùi nhông nhông bắt chọc riêng năng mùi nãy nhông miên tôi chả lụi à thao mùi nãy chứ tì à chả lụi tiết tì trầm ồn mày khá nhóm á nãy anh thơ hình chân chùm bu khá nhóm mày khá nhóm chư khá lắng chừng khá nhóm tiết nữa nhầm trầm chân mà nay thà tôi bây nhóm vô quát dạng mạch tôi bây nhóm xong dạng mạch của quát ạp rộm này quát đạch khát cứ trời tại vô lúc bây mơ nắng ai khan tại bàn hay nhóm có mà đang tầm miên vị thị ấy nhóm nạc khe nhỏ tiết chì mong nơi miên chùm rùm khá nè nhóm thà chốc tiết chì mong có thà công khoa lờ nhóm nhạc đọc rai hay cứ đạch chẳng có nhóm vậy tôi thà bà can dùm hồ chân hơi ai bong ở chất bong xuống được trong cái đó pro cologne máu bong khăn ai bận á ai tại anh bó bong ở đại thái chất đại tê mà đong chỉ bị đòn tại trong bong mà đong ấy cứ a cắt vô mòn đập bể chấn có thằng ắt qua lên chấn có một nhóm prat thằng rót rục bong rót xây lôi kê tam đại anh trai ca hơi có đòi mỹ đại hai nhóm nói tao mình ở chất tiếp nhóm xây thì nhóm tham mà đông nam có lộc không đai là đây của mình đòi ca hỏi bong mà đong phong có thằng ắt đây mong đập bể cứ cho bình và sao mà mình bàn lối bay mờ nâng tế cứ có lại bộ sai ở mà hạ trên mặt đằng mòn quất nơi ta xô nhầm tiết này có thể lối bánh màu này bông bông chan mới quất bông trả bài quất đăng có mọi ai trả quất tới quất xong tập bông mà khai quất khăn tập bông mà khai à nơi nhầm vội từ mai mấy nhầm để về đây quất khăn ngày chê nhầm đó nghe tại quất nơi ta bắt can nhầm hồ ta có xô ta lối bàn đây bàn này chỉ khơi tập bắt nó cái vô lên cái vô sầm đàn mà nữa thôi ai nhầm quất vô chưa ra giúp ai bà trăm đại anh bỏ sai vậy bắt nó bị lực lục vậy ở xu thay lôi nó mang ở té bạt mang lan thời ca ấy bay mưa nữa nghe nhưng thời ta mà rộng nhưng vinh mà đông chúc sẽ đập mai người chán bong bà ông này chưa sẽ đập bài tuần lưới còn vô bị không bay mơn đang bay bật cho bà đứng chỉ thân nô nâng ca bật mình ao tùm lê cho căn hai chân thang khi bàn cha tới đây nè bay mơn nên bắt đầu đồng tiền ở xu thay lôi nó mang ở té bạt mang lan thời ca ấy bay mưa nữa nghe nhưng thời ta mà rộng nhưng vinh mà đông chúc sẽ đập mai người chán mà nay thay lôi để quạt tiền tia đó đồ nó cứ bay mơn là quá tha chơi game na tụt cái tự do này anh ta nhưng cứ tha được bạn tụt ao vậy phụ này không biết thằng này đang không anh không thấy ao bị phục lục nó cắt cái đây này anh mong thôi bà nắng quạt tha quạt nơi tập mình đi mình lực lại nhau thì chắc mình quạt xu nhưng trong cái nào tập ban lôi ọt nằng quạt xu tập ban lôi ọt tết nằng nằng nhóm prap quạt hàng này bóng đá chơi kê chăm tinh thần tây ok hay bắt tua mà tít ta thì chỉ vật tê tai miên lôi tinh cái đuôi nó khơi cái đuôi cục pê rồi ôi anh ta quạt sao ấy quạt sao ấy nhưng pê đầy đại rồi nhà nhóm cha cho đại xây lôi kia nó còn nó sao ấy tiếp nữa mong vậy cái này nè ta thầm mong với nhóm lan tỏa ca vậy lôi vào nhóm lan thời ca đây vậy mà sao kia cầm mong vậy đại đại pi từ mong lấy cái tóc về nhóm mong là pi hay bắt tua mà tí có lớn từ mong mùi vịnh hay còn thành vậy là sau xong tốt đang cầm hôi trong trời bên mến chẳng đại xa xa lan lôi tê đại xa xa lan tê chẳng mà này ta đau lôi tua miền lôi bản trời hiền vịnh nào nào miền bắc hay nực khơi từ chạt nhai sài chọi nhôm tha sao tới sao bài tới cái ta chửi trái đây là mồm sai mà đâu ngay lấy nhôm práp coi nhôm tha ai có bông thui bông đào 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 pleito lấy này coi tha dân sang ai từ tu nâng tới hay nhôm có gió lẽ khăn nó mà bà hàng quạt này lẽ khăn lấy liền này bắt tay chạm tích nhôm gì đâu đừng lẽ khăn lấy liền nâng tiệt nè này ta nhôm vậy chuỗi ở mai sợi hao vậy mai hôi hao vậy ở sợi hao vậy thở tới đó ban mà phải buôn màu. Còn bạn này ta còn ở nhóm rồi nhóm từ bất đằng, nè ngay rồi nhóm từ bất đằng, còn cầm đồ nhóm là hôn, bạn nhóm trong bất đằng, nè. Mở cái thì vô không sừng cốt này na, tao tua ban ấy đằng này. Nè ngay, anh đang có thay cho mở bây để phơi hơi, cho mở thay cái thì vô bạn nhóm đang tụt bàn bên nè. Quấy, sao mày tụt sao một anh vậy tụt sao người nhóm vò nhóm mà giúp tôi phơi dụng mày nhá, cả nhóm thọ thì tao tụt này. Bà, anh đang ban này thay quạt riêng trong pan ca tụt môn này, quạt riêng trong pan ca tụt môn này, số bây là dưới tụt sao của quạt riêng quạt tập ó sầm lấy bọc nhóm. Dân su tha, nên mình anh nói cứ ca tiếp tục chỉ muốn này tiếng lôi đại quật cùng riêng tia nhưng bay mơn chỉ thân ông là ca bật băng tiếng sầm lên tu sao cứ quật thọt tục tiếng o chắc ai mà hai chân kia sắp tận o chẳng đôi đại bông bà ông bàn lời gửi sầm lên này nhầm về mình quật 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 bản chân tiếng o
Facebook, TikTok ស្អី ហ្នឹង បងប្អូនបាន លើក ហើយ អា ហ្នឹង គឺ គាត់ ថត ទុក នៅ ពេល ដែល និយាយ ទៅ សាម ខ្ញុំ តែ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ខ្លួន សោះ អត់ ដឹង ខ្លួន ទាល់ តែ សោះ ថា គាត់ record សម្លេង នៅ ពេល ដែល និយាយ telephone មួយ គ្នា អើ ចាំ មើល មើល មាន បែរណា គេ ជួយ អា រឿង កដិត ហើយ កដរ ហ្នឹង ចាំ មើល មើល អេ អ្នក ជួយ ហ្នឹង គេ ទៅ យូរ ប៉ុណ្ណា ចាំ មើល មើល លាយ តាំង ពី ពេល ខ្ញុំ ទៅ វៀត ណាម ខ្ញុំ ឲ្យ ម្ដេច នៅ បន្ទប់ ខ្ញុំ ទៅ ឯង គាត់ សោ គាត់ សោ ទូក ដែក ខ្ញុំ គាត់ សោ បន្ទប់ ដាក់ គ្រឿង ខ្ញុំ អី ខ្ញុំ និយាយ ទៅ អស់ ណា ហើយ ធៀម ទៅ ធៀម ឡើង តឡាការ ទៅ គេ បោះ លុយ 100,000 ឲ្យ ធ្វើ រឿង ហ្នឹង គាត់ ថា គាត់ ឲ្យ ខ្ញុំ ឡើង តឡាការ ទៅ ហើយ ពេល ដែល ទៅ ដេក ផ្ទះ គាត់ ហ្នឹង គាត់ ចង់ ចោត ខ្ញុំ ហ្នឹង ថា ខ្ញុំ ហ្នឹង គាត់ ទូក ដៃ គាត់ ចូល បន្ទប់ គាត់ គាត់ និយាយ ទៅ គឺ គាត់ និយាយ សពបែប យ៉ាង គឺ គាត់ រៀប ចំ ផែន ការ ទុក ទាំង អស់ ហ្មង មុន ឡើង តឡាការ អស់ លុយ តែ ឈ្មោះ នរ ឯង វា បាន កោប ហើយ សរសើរ ហើយ គាត់ និយាយ ដល់ ភាព ជឿជាក់ ហើយ សប្បាយ ចិត្ត ទៀត គាត់ មាន YouTube ចុះ មិន ខ្លះ ហ្នឹង បើ ការ ងារ ឈរ ចឹង បាន ប៉ុណ្ណា ទៀត អានឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរលាយនៅក្នុងការងារនឹងមកណាទីចេញមកឲ្យណាចេញមកមកជួយឲ្យចេញមកចេញមកមកអស់គាត់ហៅគាត់ថាពីណាគេដែលថាខ្លាំងចង់ជួយខ្ញុំឲ្យចេញមកមកប្រាប់ថាខ្ញុំលេងហើយស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហើយហ្នឹងហើយគាត់ថាបើគាត់លេងហើយគឺគាត់អត់ដកដៃគាត់លេងមិនដល់ទីបញ្ចប់ហើយអូនឯងនៅស្ទើធំគីឡូអាមុននៅលេងបានគីឡូឯងនៅស្ទើកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដកកគាត់ចង់បានន័យថាអតីតរបស់គាត់មុនស្ទើគាត់ថាលេងមួយគាត់បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៀតគឺខ្ចីមែនទែនហ្មងគំថា 100,000 មកលៀនទៀតក៏ស្វាគមន៍ដែរអូខេគាត់ចង់បានន័យថាគំថាឲ្យ 100,000 ដែរក្តីមកគាត់មកលៀនទីក៏គាត់ព្រមដែរឲ្យថាហ៊ានប្រឹងគាត់អាចុយមានតែថាស្អីຕ້ອງដឹងតែឯងខ្លាំងតើរឿងតឡាការរឿងអីតែបើថាឯងជំរុញឲ្យដល់ផ្លឹកហ្នឹងហើយក៏កំដរទៅអត់ធ្វើម៉េចតែបំណាច់នឹងចាញ់ឈ្នះក៏ដាក់ឲ្យវាប៉ះសុខខ្មែរម្ដងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ខ្ញុំថាអាបើពេលដែលឡើងនឹងហើយបើថាជ្រុលទៅហើយនឹងលេងគ្នាដឹងសោះខ្មៅទៅហើយផ្អើលទៅឲ្យច្បាស់ណាម៉ោងនេះពេលវេលានេះលុយវាឡាយសំខាន់ណាស់យល់ទេលុយវាឡាយសំខាន់ណាស់កិត្តិយសមនុស្សបានវាសំខាន់ម៉ោងហ្នឹងលុយទៀតគេទេអត់ភ្លេចលុយទេគឺលុយទៀតម៉ោងនេះគឺលុយទៀតអឺលុយឯងឡាញ់ខ្វល់ហើយម៉ោងហ្នឹងលុយឡាញ់ខ្វល់ហើយចង់ដឹងមើលអស់ចាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឃើញហើយសុបីតែពេលដែលនិយាយឲ្យអត់ភ្លេចទេរឿងលុយហើយខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបានវកឲ្យបងដឹងខុសហើយមិនព្រមទៀតបងអស់ពាក្យនឹងនិយាយឲ្យមានតែតាមនឹងទៅតែបងមិនទេបានន័យថាមិនឲ្យលុយទេជួយ share ផងលឿហ៎មើលផងនិយាយឲ្យធ្វើពេលខ្ញុំ live share ផងលឿអត់ក៏ចាំបើភ្នែកមើលដែរអាណាគេចេញមុខជួយអាណាគេចាំធៀមលុយ 100,000 ជួយណាកំដរឲ្យស្វាគមន៍អានេះគឺបានន័យថាក្រោយតពីកំរាមដោយលេខ 30,000 ជាធ្នូនឹងការបិទមិនបញ្ចេញអាឆាតមួយស្រីនឹងឲ្យមហាជនបានដឹងអានឹងគឺគាត់ថាគាត់ឡាយហើយអញ្ចឹងចំហរបស់គាត់គឺគាត់លែងចង់បានលុយហើយអានោះដោយសារខ្ញុំថាមិនអោគឺមិននេះហើយដោយសារអញ្ចឹងបានគាត់ខឹងគាត់ឡាយនឹងអេឡាយអខមមិនអខមខ្ញុំឡាយតាមណាក៏ដោយចាំមើលរបស់យាយផ្ទុះហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគាត់និយាយទៅគឺសាច់រឿងនឹងគឺលុយដើម្បីបិទជាមួយនឹងការឡាយឲ្យមហាជនបានដឹងទាក់ទងទៅនឹងការឆាតមួយស្រីរបស់ខ្ញុំគឺយកលុយ 30,000 មកដោះដូរអត់ 30,000 គឺគាត់ឡាយហើយគាត់ឡាយហើយពួកខ្ញុំបានលុយឲ្យអត់ឲ្យលុយគាត់ 30,000 ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយម៉ែខ្ញុំមួយមេខ្ញុំមួយអ្នកជំនាញតើគូឲ្យលុយឬអត់គាត់ថាអត់ឲ្យទេអត់មានអីត្រូវឲ្យទេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើដែរឥឡូវគាត់ធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបន្តិចអាវគ្គហ្នឹង